cả thầy cô, bạn bè và bà con thôn Đông Hạ, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên đều thấu hiểu hoàn cảnh của em Ngô Quang An, học sinh lớp 7B trường Trung học cơ sở Hùng Cường. Không có bố từ nhỏ, lên 8 tuổi, mẹ của An là chị Ngô Thị Bấm đã qua đời vì bệnh trọng. Em An vốn sống trong thiếu thốn về vật chất, nay lại mất đi chỗ dựa về tinh thần. Sự thiếu thốn dường như quá to lớn với một cậu bé như An. Hai mẹ con về thì cháu không có cái gì cả. Ông bà, nghĩ cậu mợ là xây cho mấy có hai gian này thôi. Thì cho ở thì được cháu ở được 1 năm. Mẹ cháu lại bị bệnh viêm đa khớp, xong rồi bị bệnh treo cơ nữa. Thế là từ hồi đấy là mẹ cháu là bị không đi lại được. Năm 2014 thì mẹ cháu qua đời. Khi mà tôi chăm sóc cho cháu Bin là con trai lớn của tôi thì bé An có đứng bên cạnh bé An có bảo là cô Bin sướng thế, có gì được mẹ chăm thì đó là cái lòng khát khao cũng như là thầm nặng mà cháu thốt lên qua cái lời nói đó. An ở với gia đình cậu mợ và ông bà ngoại. Ông ngoại của An năm nay đã 79 tuổi, bị liệt nửa người, 3 năm nay đều nằm một chỗ. Bà ngoại của An nay cũng đã 78 tuổi, bà đã già yếu và không còn minh mẫn nữa. Cứ ra đến cửa là lại đi lạc còn không nhớ đường về. Cả gia đình 7 người trông chờ vào 8 sào ruộng, xen canh trồng chuối của cậu mợ An. Cuộc sống quá đỗi vất vả, nhưng ẩn sâu bên trong cậu bé nhỏ nhắn, đó là một nghị lực phi thường. Hiểu được sự thiệt thòi của chính mình, An ngày càng tôi luyện cho mình một nghị lực mạnh mẽ. Nghị lực đó khiến cậu bé luôn lạc quan, tạm thời gạt đi nỗi nhớ mẹ mong cha, ngày ngày đến trường, chăm chỉ học hành để cậu mợ yên lòng. Suốt 6 năm học qua, An đều là học sinh giỏi, được thầy cô bạn bè yêu mến. Ngoài việc học tập trên lớp, An luôn cố gắng dành thời gian đỡ đần cậu mợ việc nhà cửa, cơm nước, chăm ông bà và chăm em, đôi khi cả việc đồng áng. Nụ cười hồn nhiên trên gương mặt của em khiến người ta bớt đi sự ngần ngại mà tăng thêm sự cảm thông với em. Em tôi cảm thấy là có một cái nghị lực rất là lớn, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tuy nhiên là em đã vượt lên trên cái hoàn cảnh đó và để học tập để đạt được kết quả cao. Sống ở vùng bãi, cậu bé An mong muốn sẽ trở thành nhà sáng chế ra chiếc ô tô có thể đi dưới nước khi trời mưa bão và hơn cả là mong muốn một ngày nào đó sẽ gặp lại được bố của mình. Xin kính chào quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh đã có mặt trong buổi lễ trao học bổng chương trình chắp cánh ước mơ được thực hiện tại trường Trung học cơ sở Hùng Cường, thành phố Hưng Yên. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Bảo trợ Thông tin, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Đến với buổi lễ trao bổng ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Về phía nhà tài trợ VNPT Hưng Yên, xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Hưng Yên. Về phía Vietcombank Hưng Yên, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Việt Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên. Về phía lãnh đạo xã Hùng Cường, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Cường. Trân trọng giới thiệu ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Hưng Yên sẽ lên trao học bổng cho em Ngô Quang An. Trân trọng giới thiệu ông Vũ Việt Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên sẽ lên trao học bổng cho em An. Sự hảo tâm của các nhà tài trợ như Vietcombank, VNPT cũng như để chắp cánh cho các cháu những ước mơ cho nó trọn vẹn, nó không dang dở. Chương trình với đúng tên gọi của nó là chắp cánh ước mơ thì chắc chắn tôi tin sau chương trình này em An sẽ được thêm cái nguồn động lực để em thực hiện cái ước mơ của em. Chắc chắn là em sẽ cố gắng hơn nhiều. Và cũng sau chương trình này thì tập thể cán bộ giáo viên nhà trường chúng tôi cũng sẽ động viên em nhiều hơn
để em cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện trở thành người tốt. Quý vị và các bạn thân mến, lễ trao học bổng cho em Ngô Quang An, học sinh lớp 7B trường Trung học cơ sở Hùng Cường, thành phố Hưng Yên đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Vietcombank, chung niềm tin vững tương lai.